Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong thích nghe chuyện ở trên YouTube nhé. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo ngày hôm nay, tập số 265, Thái thượng thần tôn. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh ủng hộ Phong một cái đăng ký kênh nữa. Mời các bạn vào đăng ký tập truyện. Bước chân cố vong tình ngưng chảy Xong cuối cùng vẫn không quay đầu lại Thua là thua Thắng là thắng Tuy có chút không cam tâm Nhưng mà bụng dạ cố vong tình Còn chưa hẹp hòi đến mức như vậy Hơn nữa chuyện này cũng có thể nói là Hắn dẫn lên trước Bạch nhạc tính là trả lại câu nói cho anh. Sao không nhận cơ hội lưu hắn ta Nhìn theo bóng lưng cố vong tình Dần tan biến trong bóng đêm Khuế miệng răng được hư hơi nhếch lên Nhẹ giọng hỏi Tiền sinh sẽ để ta lưu hắn lại sao Quay đầu bạch nhạc không trả lời Mà hỏi ngược lại Ở trên mặt lộ ra một tia tán thưởng Giang nhạc hư cười đáp nói Sẽ không Không phải là Giang Nhật Hư Thiên hướng cố vong tình Trên thực tế nếu ngược lại Giang Nhật Hư Cũng sẽ không có để cố vong tình xuống tay với Bạch Nhạc Đây không quan hệ thân sơ Mà là do thế cục hiện tại quyết định Biểu hiện của Bạch Nhạc đúng là rất xuất sắc Xong Còn xa mới đạt đến mức Khiến cho Giang Nhật Hư Là hoàn toàn tín nhiệm Thu hoạch thế nào Nhìn vào Bạch Nhạc Giang Nhật Hư tự nhiên chuyển đổi thoại đề Được đến rất nhiều lợi ích Gần gật đầu Bạch Nhạc hồi đáp nói pho tượng thần linh thế này hẳn không chỉ ở đây mới có Đúng không? Không sai Gật đầu sang nhược hư giải thích nói Đến lúc này đã phát hiện Có tổng cộng 17 pho tượng thần linh tương tự Được bố trí sắp xếp Theo một loại tinh tượng đặc thù Chắc là lấy những pho tượng thần linh này Làm căn cơ Kiến tạo nên một tòa đại trận Phong bế con đường tiến sâu vào trong chúng tinh thần vực Thoáng khẽ nhướng mày Mặc dù Bạch Nhạc có dự cảm Pho tượng thần linh này rất sẽ không ít song cũng thực không ngờ đây lại là một tòa đại trận Trầm ngâm khoảnh khắc lát sau bạch nhạc mới tiếp tục nói tiên sinh từng tới nơi đây lấy ý kiến tiên sinh chúng ta chúng tinh thần vực hiện tại với trước kia có khác biệt gì không câu nói đã đến điểm then chốt nhất vẻ tán thường ở trên mặt giang nhược hư càng đậm chúng tinh thần vực hiện tại mới là bộ dáng vốn có bí mật hẳn nên được phong ấn ở nơi sâu nhất Phá mở đại nhân Do những pho tượng thần linh này tạo thành Là việc cấp bách nhất bây giờ Thời gian 3 năm qua ngắn Chỉ bằng mình với ngươi Không kịp Câu này cũng là một trong những nguyên nhân Giang Nhật Hư sẽ ngăn cản Bạch Nhạc Và cố vong tình Phần ra sinh tử vào lúc này Phải biết tính từ lúc Bạch Nhạc phát hiện ra pho tượng thần linh trước mắt Đến hiện tại đã qua trường 3 tháng Án theo tốc độ đó mà tính trong vòng 3 năm Bạch Nhạc căn bản không có khả năng phá mở hết tẩy pho tượng thần linh Hỗn hộ phá mở những tượng thần linh này Mở ra cấm chế tiến sâu vào trong Chúng tinh thần vực Đấy gần như là mới chỉ bắt đầu mà thôi Những lời này không cần phải nói quá rõ Bạch Nhạc cũng có thể hiểu được Nếu đã có 17 pho tượng thần linh Như vậy đoán rằng Người tham ngộ cũng sẽ nhiều Cơ duyên như vậy Đúng thực không phải là một cá nhân có thể độc chiếm Tiên sinh Lấy gì dạy ta Trầm tư khoảnh khắc Bạch nhạc liên hồi thần Nhẹ giọng hỏi Xích có sở đoàn Thốn có sở trường Ba ngàn đại đạo Ai cũng không có khả năng ngộ hết được Tất phải có điều lấy, điều bỏ Khẽ gật đầu Giang Nhật Hư nói tiếp Lần này cố vong tình thua ngươi Nhưng mà thế không có nghĩa là thiên phú Và ngộ tính quán không bằng ngươi mà là ngươi lại có lợi thế tinh thông huyễn thuật chi đạo Ta nói đúng chứ Mí mắt hơi nhảy Bạch Nhạc không muốn thừa nhận cũng không được Những gì Giang Nhật Hư nói đều là thực Lần này ngươi tương đối may mắn Nhưng mà không ai may mắn mãi được cả Giả như đến lần tiếp theo Trong pho tượng thần linh mà ngươi tìm được Đã cất chứa đạo pháp truyền thừa Trận pháp truyền thừa thì sao Giang Nhật Hư tiếp tục hỏi Bạch Nhạc lần nữa trầm mặc Nhách môi cười nhẹ Giang Nhật Hư nói tiếp Ta có thể tìm giúp người pho tượng thần linh thích hợp nhất với người Câu này mới là trọng điểm Giang Nhật Hư sẽ không vô duyên vô cớ nói bậy Cũng sẽ không nói những thứ lời vô dụng Đêm này trước đó Bạch Nhạc cũng đoán được Cho nên mới sẽ nói Tiên sinh lấy gì dạy ta Đa tạ tiên sinh Khẽ khom lưng cúi đầu về phía Giang Nhật Hư Bạch Nhạc nhẹ giọng cảm cảm thẳng không cần cảm tạ ta Lắc lắc đầu Giang Nhật Hư nhẹ giọng nói Ta không chỉ giúp người Mà cũng sẽ trợ giúp cố phong tình Trợ giúp tướng tình Yêu tình Thậm chí là từng tên thiên tài xuất sắc Đối với ta mà nói Những pho tượng thần linh này đều không quan trọng Mở ra con đường tiến sâu vào trong chúng tinh thần vực Mới là quan trọng Mục đích của tiên sinh thế nào không trọng yếu Có thể được tiên sinh đến trợ giúp Bạch nhạc ta cảm kích bất tận Khẽ đắc đầu Bạch Nhạc nghiêm túc hồi đáp Đối với câu trả lời này của Bạch Nhạc Giang Nhật Hư hiển như là vô cùng mãn ý Ta từng tới nơi đây Hơn nữa vừa khéo từng gặp qua 17 pho tượng thần linh nơi này Hơn nữa Biết rõ chúng lần lượt cất chứa đại đạo truyền thừa nào Chẳng qua người trước phải nói cho ta biết Thứ người am hiểu nhất rốt cục là gì Từ lúc thành danh cho tới nay Thủ đoạn Bạch Nhạc triển hiện ra thực sự rất nhiều Người ngoài rất khó biết được thứ bạch nhạc tinh thông nhất là gì Huyễn thuật chi đạo Kiếm đạo Luyện thể chi đạo Hay là thần thông thần bí như là thôn thiên quyết Dù là giang Nhược hư Cũng không dám khẳng định Đâu mới là thứ bạch nhạc am hiểu nhất Đâu mới là thuật che mắt Hắn cố ý bạo lộ ra Kiếm đạo Không chút do dự Bạch nhạc trực tiếp hồi đáp Đây không phải lúc để che lấp Hơn đã đến cái nước này rồi Đối với Giang Nhược Hư cũng không có gì đáng để phải giấu giếm nữa cả Liếc mắt nhìn Bạch Nhạc một cái thật sâu Giang Nhược Hư không nói gì thêm Mà chỉ gật gật đầu Đã như vậy Người hơi chút tiểu đức điều tức Ba ngày sau Ta dẫn người đi Mặc dù Bạch Nhạc đã phá mở pho tượng thần linh ở đây Nhưng mà tinh thần tiêu hao Không nghi ngờ cũng là rất lớn Với tình cảnh này Bạch Nhạc đúng thật là cần thêm chút thời gian Để điều chỉnh trạng thái Bạch Nhạc cũng không có cự tuyệt Lập tức gật đầu đáp ứng Ba ngày trước mắt rồi đi Rất nhanh Giang Nhật Hư Điền dẫn Bạch Nhạc đến trước một pho tượng thần linh khác Vẫn là đến cách trường 100 thước Sau đó Giang Nhật Hư Điền dừng lại Vị thần linh này tên là Càn Nguyên Ở trong chúng tinh điện có một môn kiếm đạo thần thông tên là Càn Nguyên Thần Kiếm Chính là truyền thừa do Càn Nguyên Thần Linh lưu lại Chẳng qua dù là truyền thừa trong chúng tinh điện thì cũng chỉ đặt tàn Tàn thiên thôi Nếu người đã muốn đi con đường kiếm đạo Vậy thì bắt đầu tham ngộ từ chỗ này Thoáng ngừng một lát Giang Nhật Hư nói tiếp Cố vong tình cũng chọn một nơi pho tượng thần linh có kiếm đạo truyền thừa Cho nên Nếu người tưởng muốn giành được càng nhiều cơ hội Tất phải tăng nhanh tốc độ tham ngộ Trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng Những pho tượng thần linh này Tham ngộ một nơi Liên sẽ thiếu mất một nơi khẽ gật đầu đêm này bạch nhạc tự nhiên biết pho tượng thần linh bắn phá từ trừ khi là đã được vỡ nát người khác tự nhiên không cách nào có thể tiếp tục tham ngụ được nữa không nói gì thêm bạch nhạc trực tiếp bước vào phạm vi trầm thức của pho tượng thần linh kia mà lúc này tu hành giả hóa thành tượng đá trước pho tượng thần linh đã tới 7 người trước mắt ở trên thân pho tượng thần linh kia lộ ra một đạo thần quang chiếu lên thân của Bạch Nhạc, tức thì Bạch Nhạc một lần nữa hóa thành tượng đá an tĩnh ở nơi đó. Thoáng chốc Bạch Nhạc lần nữa rơi vào huyễn cảnh. Giống hệt với pho tượng thần linh Bạch Nhạc tham ngộ khi trước, xung quanh nguyễn cảnh đều là vô cùng chân thực, khiến cho gần như là không phân đâu là hiện thực, đâu là hư huyễn. Cũng khẳng đến khắc này, Bạch Nhạc mới dám xác định huyễn cảnh kia không phải độc hữu của bất cứ pho tượng thần linh nào, mà là do một loại trận pháp đặc thù giận phát Hơn nữa Bạch nhà cũng đã thử qua Dù hắn thần ấn vừa tham gia Tham ngộ được khi trước Nhưng mà lần nữa thi triển đại mộng thiên thu Thì đều không cách nào có thể phá vỡ huyễn cảnh ở chỗ này Mỗi pho tượng thần linh đều tồn tại quy tắc chi lực đặc trưng riêng Chỉ có thỏa mãn cái loại quy tắc kia Thì mới có thể phá mở được huyễn cảnh rời đi Đương nhiên mọi việc đều không phải tuyệt đối Giả sử lý giả đối với huyễn thuật chi đạo đủ mạnh Tự nhiên có thể không nhìn hết thầy quy tắc mà trực tiếp phá mở huyễn cảnh Chỉ là chỉ ít giờ đây bạch nhạc còn xa xa Mới đạt đến cái loại trình độ kia Khu trục những ý niệm bát nháo kia Ra khỏi đầu Bạch nhạc lần nữa đặt sự chú ý lên pho tượng thần linh Dù chưa tiến sâu vào trong huyễn cảnh Sau lúc này nhìn vào pho tượng thần linh kia Bạch nhạc đã có thể cảm nhận được Một cỗ kiếm ý cường đại Thử phóng ra một tia ý kiếm ý của mình Thoáng chốc trước mặt bạch nhạc chợt tối sầm lại Đột nhiên bị kéo vào trong huyễn cảnh Trong phiến hư không trước mắt Bạch Nhạc rõ ràng thấy được pho tượng thần linh kia sống lại, hóa thành một vị thần linh khủng bố, chính đang giao thủ với một con hung thú cường hãn. Hung thú kia hoàn toàn không phải là đám hung thú Bạch Nhạc gặp được khi trước có thể cầm ra so sánh. Chỉ riêng thân thể to lớn như là sao trời, nuốt nhổ tinh lực bằng bạc, có thể khiến cho tinh hà đảo ngực, nhật nguyệt vô quang, không chút khoa trương mà nói, dù là cường giả hóa hư, nếu phải đối mặt hung thú cỡ này, sợ rằng chỉ cần đối phương thở một hơi thì liền có thể trực tiếp bị miểu sát. Nhưng mà Dù là hung thú cường đại như thế nào song trước mắt thần linh kia lại căn bản không có sức để hoàn thủ Thần linh kia gần gần như là chỉ điểm ra một kiếm Trong một kiếm này Lại dễ dàng chém giết hung thú khủng bố kiếm Một kiếm này không nhanh Lại tràn gặp uy thế bá đạo Một kiếm chém ra Lên như là càn khôn đạt truyền Nghền ép hết thầy Phốc một tiếng Chỉ trong khoảnh khắc Bạch nhạc liền đuôi ra khỏi huyễn cảnh Phun ra một búng máu vàng phất thần hồn đã bị kiếm ý gây thương quá mạnh kiếm ý cường đại như vậy người tu vi không đủ nhìn đều không nhìn nổi bằng không đến sẽ bị kiếm ý thương tích dù lấy tu vi kiếm đạo của bạch nhạc cũng tương tự nếu yếu chút sợ rằng sẽ là trực tiếp bị kiếm ý thôn về khắc này bạch nhạc mới thành ý thành tình ý thức được tham ngộ kiểu này không phải là không có nguy hiểm giả dạ sử nhất thời sơ sẩy có thể thần hồn sẽ trực tiếp tàn vỡ đương trường tử vong thật hóa thành tượng đá mà vĩnh viễn nằm ở chỗ này nguy cơ tử vong đó khiến cho tinh thần của bạch nhạc lần nữa căng cứng như là dây đàn không khỏi không còn dám có chút coi nhẹ nào nữa đồng thời không dám dễ dàng phóng ra kiếm khí tiến vào trong huyễn cảnh quan sát kiếm ý cùng bố kiếm tĩnh tâm lại lần nữa dõi theo pho tượng thần linh lúc này bạch nhạc mới phát hiện mặc dù không tiến vào trong huyễn cảnh cũng có thể quan sát được kiếm ý từ trên tượng thần thần linh nhưng thể mặc dù không thấy được rõ ràng như là tiến vào huyễn cảnh, song độ nguy hiểm hiển nhiên đã giảm đi rất nhiều. Tiên sinh, có hai pho tượng đá đã mất đi hết thể khí tức. Từ tế quan sát tình hình xung quanh, sắc mặt Hàn Tinh thoáng có chút ngưng trọng, lại nhìn về bên người Giang Nhược Hư, chậm rãi mở miệng. Khẽ lắc đầu, Giang Nhược Hư thản nhiên mở miệng nói: Kiếm đạo vốn đổi tiếng với tính công phản. Càn nguyên kiếm quyết đã càng tràn ngập sát khí hung lệ Muốn tham ngộ kiếm ý cỡ này Không gánh đến chút phong hiểm nào làm sao mà dứt Làm sao mà được chứ Rất hiển nhiên Giang Nhật Hư sớm đã dự liệu đến cái tình cảnh hiện tại Xong dù là như vậy Hắn vẫn không nhắc nhở Bạch Nhật Tự hồ là đoán được Hàn Tinh đang nghĩ gì Giang Nhật Hư bình tĩnh nói tiếp Con đường kiếm tù chính là phi kinh Vượt mọi trông gai nếu không có khí phách kiên quyết tiến thủ Thà gãy không cong Thì vĩnh viễn không thể nào thành công được Đây là lựa chọn của bản thân hắn Cần gì người khác phải nhắc nhở Trong mặt khoảnh khắc cuối cùng Hàn Tinh không nói gì thêm Bản thân hắn cũng là kiếm tu địch nhọn Tự nhiên biết lời này của Giang Nhật Hư không giả Chỉ là hắn rốt cục không phải là kẻ ngu Biết sự tình tuyệt nhiên không đơn giản như là Giang Nhật Hư nói Trước đó đúng là Giang Nhật Hư đã cứu Bạch Nhạc Xong Thế không có nghĩa là Giang Nhật Hư liền sẽ tin tưởng Bạch Nhạc vô điều kiện Khảo nghiệm của chúng tinh thần vực Há dừng ở đây Đối với Bạch Nhạc mà nói Thông qua khảo nghiệm của Giang Nhật Hư Cũng là điều rất quan trọng Mấy năm nay Giang Nhật Hư rất ít khi ra tay Thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không ra tay Ngồi trước mặt pho tượng thần linh Bạch Nhạc tiêu tốn 7 ngày mới triệt để bình phục được tâm thành Sống trong đầu vẫn không ngừng hiện hiện ra một kiếm khủng bố kia phảng phất như ác bộ có xua cũng không đi kỳ mỹ phản vệ mà đến rất dễ hóa giải nhưng mà cái loại ảnh hưởng tiếp sau khả năng rất khó triệt để khu trục sạch sẽ giống như một phương mỹ ngọc không tì vết nay lại bị chém ra một đạo khe hở tưởng muốn san bằng vết nứt này có điều hết sức xa nạn huống hồ vết rách ấy còn là trên tâm linh đấy không phải là bởi vì bạch nhạc yếu đuối thua người khác mà là bởi vì người tu vi kiếm đạo không đủ dù rơi vào trong huyễn thuật Huyễn cảnh kia Thì cũng không cách nào có thể dùng kiếm phát động huyễn cảnh Ở cấp độ càng cao Tự nhiên sẽ không thấy được một kiếm khủng bố đó Hơn nữa Dù thấy được cảnh ấy Ảnh hưởng phải chịu cũng tùy theo ngộ tính Cùng với tu vi kiếm đạo cao thấp mà có điều biến đổi Ngộ tính không đủ Tu vi kiếm đạo không đủ Liền không thấy được điểm khủng bố thực sự Trong kiếm ý của một kiếm kia Tự nhiên sẽ không bị kiếm ý kích thương càng sẽ không lưu lại thương tích về mặt tâm cảnh gặp mạnh thì càng mạnh đây chính là đạo lý vô cùng đơn giản nếu có đầy đủ thời gian bạch nhạc tự nhiên có thể từ từ hóa giải phần áp lực nào ngắn thì mấy tháng lâu thì mấy năm tự nhiên liền khôi phục nhưng giờ thứ bạch nhạc thiếu nhất chính là thời gian hắn không có thời gian để lãng phí bằng với khiến hắn không thể lựa chọn vào tâm trí cường đại để hóa giải áp lực phốc một tiếng Gần đầu tâm thần của bạch nhạc lần nữa chậm xuống quan sát kiếm ý ẩn chứa trong pho tượng thần linh kia hắn vốn đang trong trạng thái chưa hoàn toàn khôi phục lúc này lại cường hành tham ngộ lập tức liền bị kiếm ý lần nữa kích thương phun ra một bung máu tươi nhưng mà dù vậy bạch nhạc vẫn không buông bỏ kiếm hành hiểm chiêu tuy càng nguy hiểm song trong rất nhiều tình huống lại là cách không để nhanh hơn đạt được mục đích lúc này bạch nhạc chính đang làm ra lựa chọn như vậy Lần nữa gánh đế kiếm ý công kích Mạo hiểm khiến cho thương thế tăng thêm Cường hành tiếp tục tham ngộ Truy cầu kiếm đạo Lần nữa đột phá Lấy tù vi kiếm đạo càng cường đại được hóa giải ẩn họa trong cơ thể Đây vốn là một thanh kiếm hài lưỡi Nhưng mà bạch nhạc lại không thể không điều mặt Mỗi ngày hàn tinh đều đang quan sát từng biến hóa nhỏ Ở trên thân tượng đá do bạch nhạc biến thành Bặc dù Duán không biết trong ảo cảnh bạch nhạc đã gặp cái gì song vẫn có thể từ từ khí tức lộ ra ở tượng đá để phán đoán trạng thái của bạch nhạc rất hiển nhiên đoạn thời gian này khí tức thần thông bạch nhạc đã suy yếu rất nhiều hơn nữa từ tế từ tế quan sát sẽ phát hiện được trên tảng đá xuất hiện một ít vết dạn nhỏ mịn thông qua những chi tiết này hàn tinh dễ dàng đoán được bạch nhạc gặp phải nguy hiểm hơn nữa còn bị thương không nhẹ nữa ngập ngừng trong khoảnh khắc hàn tinh rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng nói tiên sinh bạch nhạc đã bị kiếm ý kích thương Người cho rằng hắn không gắn gượng nổi nữa sao Giang Nhật Hư nhẹ giọng hỏi Chưa chắc Không gắn gượng nổi Nhưng mà ưu thế trước đó Sợ rằng không còn Hàn tình đáp Hôm qua người cũng thấy cố vong tình Nhận xét thế nào Không trả lời thẳng câu hỏi hàn tinh Giang Nhật Hư hỏi ngược lại Trạng thái cố vong tình rất ổn định Lắc lắc đầu Hàn Tinh trầm giọng nói Hắn là thiên kiêu được chúng tinh điện dốc lòng bồi dưỡng Mặc dù chưa từng bước vào chúng tinh thần vực song đối với những khái niệm cơ sở này đều là vô cùng rõ Đương nhiên không dễ dàng mạo hiểm Khóe miệng thoáng nhếch lên Giác Nhật Hư nhẹ giọng nói Ta nhớ được Trước đó người rất xem nhẹ bạch nhạc sau giờ lại trái ngực Ý người muốn nói Ta đối xử bất công với hắn à Hơi chút ngưng chảy trong lòng hàn tinh không khỏi đột nhiên hơi nhảy Giang Nhược Hư không nói Hắn còn chưa hồi thần Cũng không phải là thế thì là gì Từ trước đây căn bản không coi trọng Bạch Nhạc Thằng đến bây giờ trong lòng lại không biết bắt đầu khuynh hướng Bạch Nhạc từ lúc nào Loại biến hóa này Dù cho là chính bản thân hắn cũng không phát giác ra được Quan hệ giữa Hàn Tinh và Giang Nhược Hư Nói là chủ tớ Trên thực tế lại càng giống như là trí hữu Đối với lời trêu chọc đó của Giang Nhật Hư Hàn Tinh không quá để tâm, chầm mặc khoảnh khắc lát sau mới hồi đáp nói: Thật có chút bất công. Tiên sinh nói thái độ ta phải sinh biến hóa, chẳng phải thái độ tiên sinh cũng phát sinh biến hóa sao? Thái độ của ta không biến. Cười nhẹ một tiếng, Giang Nhật Hư nhẹ giọng nói tiếp: Ta vẫn đánh giá cao Bạch Nhạc, chỉ là cũng chính bởi vậy, cho nên ta mới càng muốn xem xem cực hạn của hắn rút cục cao đến đâu. Trên đời này vốn không có cái gì là công bằng tuyệt đối Trong mắt chấp qua vẻ bình thản Giang Nhật Hư nhàn nhạt, nhạt mở miệng Người cho rằng lúc đối mặt chúng tinh điện Chúng tinh điện sẽ choán công bằng sao? Chúng tinh điện sẽ cho bạch nhạc công bằng ư? Đương nhiên không Dù là tân gia minh Chẳng phải cũng đã đưa ra lựa chọn theo lập trường Từ thế cục trước mắt thì thấy Một khi bạch nhạc và chúng tinh điện Thực sự đứng về phía đối lập Lập trường Tân Gia Minh căn bản không cần suy xét Có thể cho Bạch Nhạc cơ hội tiến vào chúng tinh thần vực đã là cực hạn Nếu nhất định phải đối mặt Tương lai không công bằng Như vậy Muốn đánh vỡ cái loại bất công này Tuyệt đối phải có được thực lực càng cường đại Tâm tính càng kiên cường Hỗn hộ chẳng phải Bạch Nhạc là từ vi đế tinh sao Chẳng phải là người từ thiên ngoại sao Vậy lại càng cần phải chứng minh chính mình Đây là tâm thái chân thực lúc này của Giang Nhật Hương Đương nhiên có một điểm hắn không sai Đó chính là hắn vẫn vô cùng đánh giá cao Bạch Nhạc Dù đây giờ Bạch Nhạc vốn đã rơi khỏi khốn cảnh song hắn vẫn tin tưởng Bạch Nhạc có thể đi tiếp Trầm mặt khoảnh khắc Hàn Tinh rút cuộc hiểu được ý của Giang Nhật hư Ngập ngừng một lúc Hàn Tinh lần nữa mở miệng nói Nếu tiên sinh cược sai thì sao Nghe được lời này của Hàn Tinh Ở trên mặt Giang Nhật Hư lộ về hờ hững Bình thản nói Nếu đã là cược Tự nhiên có thắng có thua Nếu hắn thực sự bại Vậy chính là hắn nên chết Sớm chút hay là muộn chút Đâu không khác gì nhau Ta đã dám mạo hiểm bước vào trúng tinh thần vực Tự nhiên đã không có để ý tới sinh tử nữa Ngày chính sinh tử của bản thân ta đều không để ý Há sẽ cảm quan tâm đến sinh tử quán sao Ta nói rồi Trên đời này không có chuyện gì là chắc chắn cả phần thắng nhờ một chút vậy là đủ rồi giang nhật hư từng nói qua trên đời này không có chuyện gì là chắc chắn phần thắng nhờ một chút vậy là đủ rồi trên quan tinh đài tân gia minh nhìn vào cảnh tượng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngồi trên quan tinh đài còn có điện chủ trúng tinh điện từ lúc Bạch Nhạc và bọn cố vong tình bước vào chúng tinh thần vực đến bây giờ, tính ra đã hơn 3 tháng. Chúng tinh điện rút cuộc có triển hiện ra để uẩn cường đại. Thông qua một ít thủ đoạn đặc thù, điện chủ chúng tinh điện biết được hiện tại chúng tinh thần vực đã xảy ra dị biến. Cũng chính bởi vậy, hắn mới lần nữa tìm đến Tần gia mình. Xem ra người đã sớm biết thông qua tinh tưởng biến hóa. Bí mắt hơi nhảy, điện chủ trúng tinh điện trầm giọng nói ta biết hay không quan trọng lắm sao quay đầu lại tân gia minh bình thản nói chúng ta đều không có dũng khí như là giang nhật hư cho nên hắn ở trong trúng tinh thần vực còn chúng ta chỉ biết ở nơi đây mà chờ kết quả từ vi đế tinh hiện thế đã kiếp nạn vạn năm hàng lập giờ trúng tinh thần vực đã có biến hóa rõ ràng là ẩn chứng điểm này nhưng mà giết chết từ vi đế tinh Thì có thể giải quyết vấn đề sao Tần gia mình chậm rãi mở miệng Nếu giết một ai đó liền có thể hóa giải đại kiếp nạn vạn năm Căn bản không cần chờ chúng ta động thủ Giang Nhật Hư sớm đã là người đầu tiên xuống tay Mấy năm nay Giang Nhật Hư sẽ không còn ra tay giết người Nhưng mà không có nghĩa là hắn sẽ không giết người Người không hiểu hắn Đến lúc cần thiết Hắn ngoan lạc hơn bất cứ người nào trong chúng ta Nghe vậy điện chủ chúng tinh điện không nhịn được cười khổ Cho nên Giang Nhật Hư có thể dẫn theo bọn bạch nhạc tan biến lâu như vậy Là người đã giúp bọn hắn Không phải giúp bọn hắn Mà là đang giúp thế giới này Trong một khoảnh khắc Tân Gia Minh khẽ lắc đầu nói Giang Nhật Hư rất có lòng tin đối với tên tử vi đế tình kia Cũng như chúng ta có lòng tin đối với cố vong tình vậy Chuyện tới nước này Nhiều lời vô ích Điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là chờ sự kiện chúng tinh thần vực có kết quả Đoạn thời gian này sẽ quyết định Rốt cuộc là nên giết chết tử vi đế tinh Hay là để hắn đi ra một con đường khác Tân trưởng lão Rốt cuộc người tin tưởng Giang Nhật Hư hay là tin tưởng chúng tinh điện Ta ai cũng không tin Trong mắt chớp qua bình thản Tân Gia Minh nhàn nhạt đáp Ta chỉ tin tưởng kiếm trong tay mình Ba năm mà thôi Vô luận hắn được đến cái gì trong chúng tinh thần vực Ta vẫn đủ tự tin có thể khống chế được toàn cục Đã mấy trăm năm ta chưa từng xuất thủ toàn lực Vậy nên thế nhân dường như quên mất Ta cường đại đến cỡ nào Trong mắt lộ ra vẻ tự tin Tân gia Minh bình thản đáp nói Quay về đi Cứ theo người nghĩ mà làm Vô luận ba năm sau kết quả thế nào Ta sẽ ra mặt vì ngươi vì chúng tinh điện Vì thiên hạ thương sinh Tu hành tự như là đi thuyền ngược nước Không tiến tất lui Đối với Bạch Nhạc mà nói càng là như vậy Không ngừng bị thương Vô luận là thần hồn hay là thân thể Thương thế đều đã tích lũy đến một mức độ khó mà chịu đựng được đó Gần như là đã đến mép bên sụp đổ Nhưng mà vô luận thế nào Từ đầu đến cuối Bạch Nhạc đều chưa từng nghĩ đến buông bỏ Tâm thần trầm ở bên trong pho tượng thần đinh kia mỗi thời mỗi khắc bạch nhạc đều đắm chìm vào quan sát kiếm ý đó là một loại trạng thái điên cuồng cũng là một loại khí phách và quyết tâm không thành công thì cũng thành nhân nhưng mà mỗi một phần giá sau cùng đều sẽ hồi báo sau gần một tháng khổ sở dễ dụa giữa sự dày vò điên cuồng đó kiếm đạo của bạch nhạc suốt cùng lần nữa đột phá như là một đạo đạo linh quang chật lóe lên trực tiếp đốn ngộ chỉ tích tắc toàn bộ thế giới vàng phất trở nên bất đồng với trước những kiềm ý vốn đang không ngừng xâm lược kia Bỗng chốc dung nhập vào trong cơ thể của Bạch Nhạc Dung nhập vào trong thần hồn Biến thành lực lượng tầm bồ thân thể Phốc một tiếng Lại phun ra hai búng máu tươi Chỉ là lần này máu phun ra tựa hồ là máu tụ tích ở trong ngực Hai búng máu tươi kia vừa được phun ra Cả người Bạch Nhạc vàng vất nhẹ bỗng đi rất nhiều Đột nhiên đứng dậy Ở trong mắt của Bạch Nhạc lộ ra vẻ hưng phấn Chỉ một nhịp thở Ở trên thân của Bạch Nhạc tàn phát ra một mạt kiếm ý sống hệt với thân pho tượng thần linh Cản nguyên kiếm ý Gần một tháng tham ngộ không phân ngày đêm Rốt cuộc cũng giúp bạch nhạc tham ngộ thành công ra cản nguyên kiếm ý Mặc dù quá trình này mười phần gian nan khổ cực song cảm giác vui sướng khi được đến thu hoạch vẫn đủ áp đảo tất cả Cảm giác vui sướng đó khiến cho bạch nhạc hận không thể ngừa mặt lên trời mà hết đi Gần gần chỉ dùng thời gian nửa ngày Bằng vào cản nguyên kiếm ý Mới vừa đến ngụ ra Bạch nhạc đã triệt để khôi phục thương thế Không chút ngập ngừng sau khi khôi phục Bạch nhạc đập tức lần nữa Dẫn động kiếm ý Tiến đến tầng huyễn cảnh càng sâu Tiếp tục đi tham ngộ một kiếm khủng bố kia So với lần chứng kiến đầu tiên Vừa chạm mặt liền trực tiếp bị kiếm ý phản vệ Lần lĩnh ngộ càng khuyên nghiệm Càng khôn kiếm ý này Bạch nhạc lại được tiến bộ cực lớn Kiên trì ước chừng hơn 10 nhịp thở Mới bị bước lui ra huyễn cảnh Phốc một tiếng Thường thế mới vừa khôi phục Lại một lần nữa bị kiếm ý kích thước phun ra một búng máu bạch nhạc quỳ một chân ở trên đất thần hồn tự hồ đã sắp sụp đổ đến nơi nhưng mà vô luận thống khổ đến cỡ nào bạch nhạc vẫn cắn răng gánh lấy không cố được khôi phục thương thế chỉ sợ bản thân quên mất huyền diệu trong một kiếm lúc nãy nhà mắt khi vừa mới thôi hồi thần bạch nhạc lần ức cưỡng bắt bản thân trầm tĩnh lại lần nữa xa vào trong trạng thái ngộ kiếm kiệt mặc dù thương thế vẫn không nhẹ song so với trước đó thì đã chinh đạt một trời một vực Tuy Trước tuy thương càng thêm thương Nhưng mà giờ đây mỗi một thời khắc Đều có thể bằng một kiếm ý để khôi phục thương thế Tự nhiên không thể cầm ra so sánh với nhau Thương thế bạch nhạc đang khôi phục Trong mắt thoáng khẽ co rụt lại Hàn tinh đang theo một mực theo dõi tình hình của bạch nhạc Đột nhiên mở miệng nói Chân mày đang nhíu chặt đột nhiên giãn ra Ở trên mặt răng nhược hư lộ ra vẻ nhẹ nhàng Giọng mở miệng nói Chẳng qua mới ngắn ngủi không tới một tháng lại đã vượt qua được tử kiếp Tiểu giao hòa này quả nhiên không khiến cho người thất vọng Thường thế vẫn đang lặp lại Xoay người Hàn tinh nhẹ giọng bổ sung Không sao Chỉ cần gắng gượng qua cửa ải khó nhất Chuyện còn lại chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian Khoát khoát tay Giang Nhật Hư nhàn nhạt, nhạt nói Người đi xem những người khác thế nào Vâng Ứng tiếng hàn tinh tức tốc tan biến trong bóng đêm vừa xem hàn tinh vừa phát hiện trong thời gian một tháng qua có bốn pho tượng thần linh bị phá trừ khôi phục sinh cơ giống như giang nhật hư suy đoán trong bốn pho tượng được phá trừ thành công có hai pho tượng là do tướng tinh và yêu tinh phá trừ lần nữa ngưng tụ ra pho tượng có bộ dạng của đối phương nhìn vào đền dễ đoán được còn về hai pho tượng còn lại một là do bắc vực cửu hoàng tử là do yêu một là do yêu tô cực tây chi địa Bản thể kim sĩ đại bằng Bốn người này cộng thêm bạch nhạc và cố vong tình Cơ hồ là những thiên tài xuất sắc nhất Trong thế hệ này của chúng tinh tiểu thế giới Đương nhiên trên thực tế Bất tử thanh vương không tính là người thuộc thế hệ này Chẳng qua nội tình trong đó Giang Nhật Hư và Hàn Tinh đều không biết Lại qua hơn một tháng Cố vong tình xuất điên đột phá Gần gần chỉ tiêu tốn thời gian 2 tháng Lẻ bốn ngày thành công phá trừ thêm một pho tượng thần linh khác hơn nữa cũng như bạch nhạc pho tượng thần linh bị cố vong tình phá trừ cũng có chứa kiếm đạo truyền thừa chào trong mắt chớp qua tinh mang kiếp người bạch nhạc bước ra một bước kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một đạo kinh hồng hùng hằng chém tới pho tượng thần linh kia không ngừng thử nghiệm bạch nhạc vẫn đang tham ngộ càn khôn thần kiếm kia chỉ là một mực cảm thấy so với một kiếm khủng bố ở trong nguyễn cảnh kia thì tự hồ là vẫn khuyết thiếu một điểm gì đó Đấy không phải là sai lệch về mặt thực lực Mà là một loại ý cảnh Mấy ngày sau cùng này Trên thực tế Bạch Nhạc vẫn đang nỗ lực Tính thử tham ngộ các loại ý cảnh kia Đáng tiếc một mực chưa thể như nguyện Bạch Nhạc tự nhiên có thể cảm giác được trong thời gian ngắn Sợ rằng bản thân không cách nào có thể đột phá được Hết cách Lúc này đành phải buông bỏ ý niệm Tiếp tục tham ngộ Dùng càn nguyên kiếm ý Vung kiếm chém về phía pho tượng thần đinh kia ầm một tiếng trong hư không chưa lấy từng hồi tiếng đổ vào tùy theo một kiếm kia của bạch nhạc pho tượng thần đinh ầm băng sụp đổ cũng sụp đổ theo đó có huyễn cảnh xung quanh cùng với pho tượng thần đinh trong hiện thực trước đã có qua một lần kinh nghiệm lần này bạch nhạc không còn có gì bỡ ngỡ bình tĩnh nhìn vào pho tượng thần đinh triệt để đổ sụp đồng thời thấy được phạm vi trăm thước xung quanh lần nữa khôi phục sinh cơ nhưng mà trong mắt của Bạch Nhạc đột nhiên co rụt lại Lần nén thức tỉnh Lại không thể khiến cho tất cả tượng đá xung quanh biến đại thành người Có và ba pho tượng đá đồng thời hóa thành một đống đá vụn Thậm chí vào không cảm giác được nửa điểm khí thức máu thịt nữa Như thế đấy vốn là ba pho tượng đá Nhưng mà trên thực tế Bạch Nhạc rõ ràng hơn ai hết Đấy chính là ba mạng người Những người tình lại khác Thần tình chi lực lần nữa ngưng tụ ra Tượng thần mang dáng dốc của Bạch Nhạc ở trong mắt không khỏi tràn ngập vẻ kinh hãi nháy mắt khi tỉnh lại liền hóa thành chim thú tứ tán lần này ngươi chậm thua cố phong tình ba ngày nhún nhún vai giang nhật hư nhẹ giọng mở miệng nói trải tay ra bạch nhạc lại không có tính tình tự gì đặc biệt tùy ý đáp nói ai nhanh ai chậm không quan trọng quan trọng là được đến bao nhiêu thu hoạch mấy ngày này khiến ta rất mãn ý không cần phải so sánh với người khác Nghe vậy Giang Nhật Hư thoáng khẽ nhau mắt lại Trên mặt lập tức lần nữa lộ ra ý cười Không sai Người có vẻ là xuất sắc hơn cả trong tưởng tượng của ta <laughs> Tiên sinh khen nhầm Lắc đầu Bạch Nhạc nhẹ giọng hỏi Người khác thì sao Đối với Bạch Nhạc Giang Nhật Hư không có gì để giấu Trực tiếp nói ra tin tức cho Bạch Nhạc nghe Nói cách khác Giờ chỉ còn đại 10 phó tượng Tính cả pho tượng trước đó bị bạch nhạc phá trừ Đến nay đã có 7 pho tượng thần linh Bị người giành lấy truyền thừa Giờ chỉ còn lại 10 pho sau cùng Không sai Gật gật đầu Giang Nhật Hư nhẹ giọng hỏi tiếp Trong 10 pho tượng còn lại này hai pho tượng thần linh cất chứa kiếm đạo truyền thừa Nếu tốc độ ngươi đổ nhanh Có thể giành lấy tất cả Lần đầu tiên phá trừ pho tượng thần linh Bạch Nhạc mất trọn vẹn 3 tháng mới may mắn thành công Giờ đây để phá trừ pho tượng trước mắt Bạch Nhạc chỉ cần dùng thời gian hơn 2 tháng một chút Đấy chính là khác biệt giữa tinh thông Và không tinh thông Tốc độ cố vong tình cũng rất nhanh Lại thêm những người khác cũng đều đang nỗ lực tham ngộ Cơ hội lưu lại cho Bạch Nhạc Đến cũng thật là không tính quá nhiều Nếu là người tâm tính ngạt, ngạt độc Nói không chừng liền sẽ nghĩ cách giết chết tất cả những người có cạnh tranh với mình Xong hiển nhiên Bạch Nhạc còn không làm ra được cái loại chuyện như thế Hơn nữa đứng trước pho tượng thần linh Tưởng muốn làm được điểm này Là điều cực kỳ gian nan. Giang Nhật Hư cũng sẽ không cho phép Chuyện như thế xảy ra Hít sâu một hơi Bạch Nhạc chậm rãi mở miệng nói Đã như vậy Còn mong tiên sinh lập tức dẫn ta đến địa điểm tiếp theo Cho dù lúc này đã có chút mệt nhọc Nhưng mà Bạch Nhạc cũng rất rõ ràng Giờ không phải là lúc để nói những lời này Hắn nhất định đã giành giật tranh thủ từng giây Vẹn vẹn nửa ngày Bạch Nhạc đã chạy tới vị trí pho tượng thần linh tiếp theo Lần nữa hóa thành tượng đá Thời gian cứ vậy dần trôi Có kinh nghiệm từ trước Tốc độ tham ngộ của tất cả mọi người tợ hồ Đều đề thăng không ít Lần này Bạch Nhạc gần gần chỉ tiêu tốn Thời gian nửa tháng liền thành công phá trừ một nơi pho tượng đá thần linh Cùng đúc Cố vong tình Cùng bất tử thanh vương Dạ nhận Hai vị thiên tài chúng tinh tiểu thế giới khác Cũng lần lượt phá trừ thêm mỗi người một pho tượng Ngoài ra còn có một vị thiên tài trúng tinh điện vô cùng may mắn Tránh ra được đám thiên tài bạch nhạc Tiêu tốn ước chừng nửa năm Cũng phá được một nơi pho tượng thần linh Như thế tính ra chỉ còn lại là ba nơi pho tượng thần linh Hơn nữa Lần này pho tượng thần linh cất chứa kiếm đạo truyền thừa sau cùng Đồng thời bị bốn người bất tử thanh vương Cố vong tình Vì cựu hoàng tử bắc vực kia Cùng với bạch nhạc chọn chúng Tính thời gian Lần này Bất Tử Thanh Vương là người chạy đến trước nhất Sớm 7 ngày so với Bạch Nhạc Sau đó là Cố Vong Tình Sớm 5 ngày so với Bạch Nhạc Cuối cùng mới là Cựu Tự Cựu Hoàng Bắc Vực kia Gần như là đồng thời chạy tới cùng với Bạch Nhạc Không chút nghi vấn Vô luận thành bại Đây đều là cơ hội cuối cùng của mấy người Hưởng qua Ngọt từ pho tượng thần linh Ai cũng rõ ràng Tham ngộ thêm một pho tượng thần linh Bằng với được đến lợi ích lớn cỡ đó mà đây Tính ra cũng là một loại đọ sức giữa mấy người với nhau Không có cái gì công bình Hay là không công bình Càng không có trọng tài Lặng không tính thở Trần tỷ thí sau cùng này cứ thế mà yên áng bắt đầu Đương nhiên Điều Giang Nhật Hư quan tâm không phải là cái này Càng lúc càng nhiều pho tượng thần linh bị phá trừ Giang Nhật Hư có thể cảm nhận được lực lượng Đạo cấm chế ngăn trở kia Càng lúc càng yếu Đợi khi tất cả pho tượng thần linh bị phá trừ Chúng nhận điện sẽ tìm được con đường Tiến vào sâu trong chúng tinh thần vực Điều mà hắn cần chính là Đi trước một bước Chiếm lấy tiền cơ Như thế Một khi mất đi áp chế Đợi khi pho tượng thần linh nơi đây bị phá trừ Sợ đám người bạch nhạc sợ rằng sẽ không còn thái bình được nữa Chớp mắt lại qua hai tháng Yêu tù đến từ cực tây chi địa kia Và dạ nhận Lần đợt phá trừ pho tượng thần linh mà bọn hắn chọn nhưng pho tượng thần linh mà đám người bạch nhạc chọn Lại vẫn chưa có kết quả Điều này khá là khác thường Xong đây lại là kết quả mà Giang Nhật Hư tưởng muốn Mặc dù cùng đều là pho tượng thần linh Xong độ khó khi tưởng muốn tham ngộ Tự nhiên sẽ rất khác biệt Bản thân pho tượng thần linh này Vốn là nơi cất chứa truyền thừa khó khăn nhất Cũng là Giang Nhật Hư cố ý muốn dẫn bọn bạch nhạc tới đây Để cùng lúc hoàn thành tranh đoạt pho tượng thần linh cuối cùng này Chính xác Hiện tại đây là pho tượng thần linh cuối cùng Không chỉ bọn bạch nhạc Giờ đây các tu hành giả khác đều đang dồn dập chạy tới Chẳng qua chuyện đến nước này Không ai tùy tiện gia nhập Tham ngộ pho tượng cuối cùng kia Bởi vì căn bản không có ý nghĩa Đã hai tháng qua đi Tuy thời đều có người thành công Lúc này cuốn vào Chẳng qua là vô duyên vô cớ lãng phí thời gian mà thôi Hơn nữa ngay cái loại thiên tài như bạch nhạc và cố vong tình Đều rất khó đột phá Có thể thấy được truyền thừa chỗ này gian nan đến thế nào nhất thời sơ sẩy ngược lại sẽ là bồi táng ở chỗ này thực sự là không hạch toán chút nào nhìn vào những người kia hàn tinh có chút không đáng lấy tính cách hàn tinh dù biết rõ tránh không được đối phương nhưng mà với cơ hội như thế này đạt được trước mặt hắn tất phải tranh đoạt một phen không dám nói có thể phát sinh kỳ tích nhưng mà có thể tham ngộ một chút kiếm đạo tính ra cũng không sai nếu bạch nhạc hoặc cố vong tình rơi vào cảnh này hàn tinh dám khẳng định hai người kia nhất định sẽ không buông bỏ nhưng mà những người này lại bởi vì đủ thoại nguyên nhân mà sợ khó không tiến hiển nhiên là hắn có chút xem thường không phải ai cũng đều là bạch nhảm và cố vong tình bằng không Hắn sẽ được xưng là thiên kiêu vô song rất dễ để nhìn ra tâm tư trong mắt hàn tinh giang nhật hư nhẹ giọng nói hạng người tầm thường cần gì phải tiến vào trúng tính thần vực trong mắt lộ ra một tia chán ghét hàn tinh lạnh lùng nào có nhiều thiên tài như vậy Những người này mới là hiện thực Giống như quan lan Mặc dù thu lý anh tài thiên hạ Nhưng mà trên thực tế những người đỉnh cấp nhất lại vẫn đều có bối cảnh Không thể hoàn toàn tính là người quan lan Lại tỷ như Bạch Nhạc và Cố Phong Tình giờ đây Trên thực tế cũng có thể tính là người quan lan Nhưng mà hai người kia lại Có ai thực sự xem mình nào sinh quan lan Quan lan thu người Không quá quan tâm đến bối cảnh thân phận song phóng khắp toàn thiên hạ. Nắm giữ tài nguyên tu hành nhiều nhất Dễ dàng bồi dưỡng ra nhân tài nhất Lại vẫn là những nơi Có được truyền thừa xa xưa như chúng tinh điện Bắc cực, cực tây chi địa Đông Nam quận Bên trong quan lạc Nhiều nhất chính là những trung tầng Thiên tài kiểu này Bọn hắn đều tuy không phải là thiên tài đỉnh cấp nhất Lại cấu thành nhiều căn cư Ở mỗi thời đại Nhưng những người này cũng tương tự Lắc lắc đầu Giang Nhược Hư nhẹ giọng nói đi thôi chúng ta không cần ở lại chỗ này làm gì nữa tiên sinh không đợi xem kết quả có chút kinh ngạc hàn tinh nghi hoặc hỏi không cần cái đó không quan trọng lắc lắc đầu sang Nhật hư bình thản đáp nói đối với hắn mà nói phá dài đại trận bước vào trung tâm trúng tinh thần vực đi tìm chân tướng đấy mới là chuyện quan trọng còn về giữa bọn bạch nhạc rút cục ai thắng ai thua Kỳ thực ảnh hưởng không lớn Thành niên có thể coi trọng những hư danh này Nhưng mà Giang Nhật Hư sớm đã qua cái tuổi trẻ để tâm đến mấy thứ kể trên Đưa mắt nhìn khắp cả đời người Thành bại được mất nhất thời Không phải là điều gì quá mức quan trọng Hỗn hồ Giang Nhật Hư Có tâm để cho những người này loạn một chút Như vậy Mà có thể giúp hắn tranh thủ được càng nhiều tiên cơ Trong chúng tinh thần vực Sửa này chém giết giữa tu hành giả với nhau Là điều thường thấy nhất Cũng là điều hung hiểm nhất giờ đây bởi vì bóng đêm vô tận phủ xuống cùng với truyền thừa ở bên trong pho tượng thần linh khiến cho những tu hành giả này càng thêm tận tình chém giết có hắn ở chỗ này chúng nhận đều có chút kiêng rẻ chỉ khi hắn rời đi nhiều người như vậy tụ lại một nơi khả năng cao liền sẽ không quá an bình quá gian nan bắt đầu từ ngày đầu tiên bạch nhạc tiếp xúc với kiếm đạo hắn chưa từng cảm thấy gian nan như bây giờ dù là trước đây khi hắn không có chút căn cơ nào Tu hành linh tê kiếm quyết cũng không có chắc trở như lúc này Thứ được lưu lại trong pho tượng thần linh sau cùng này Không phải là thần thông truyền thừa khủng bố gì Thậm chí vừa khéo tương phản Tổng cộng chỉ có 14 kiếm chiêu cơ sở Phách, tràm, tiệt, lưu, thiêu, câu, thứ Xuyên, mặt, tạo, điểm, băng, quài, vân 14 thức kiếm chiêu cơ sở nhất này Là thứ mà mỗi kiếm tu đều là tinh thông từ ngày đầu tiên tu hành Tựa hồ không có chút thần kỳ Nhưng mà đến khi thực sự đắm chìm trong đó Bạch Nhạc mới đột nhiên phát hiện Tựa hồ hết thầy huyền diệu thông thần kiếm đạo Đều xoay quanh 14 kiếm chiêu cơ sở này Vô luận thần thông kiếm đạo phức tạp đến đâu Một khi phân kiếm phân giải ra ngoài Chẳng qua cũng chỉ là tổ hợp của những kiếm chiêu cơ sở Tỉ như ngu kiếm và bất nhị khoái kiếm Kỳ thực đấy chẳng qua là vươn dài kiếm chiêu cơ sở đến mức cực đại mà thôi những thứ này tự hồ rất dễ hiểu Xong lại dễ dàng bị chúng nhân đưa làm Trong kiếm đạo Tự hồ cất chứa quá nhiều phức tạp Quá nhiều quy tắc Thậm chí khiến người cảm thấy lệch xa kiếm đạo bản thân Nhưng giờ đây Đứng trước pho, đứng trước mặt pho tượng thần linh này Bạch nhạc đột nhiên cảm giác được Tự hồ kiếm đạo bao năm qua mình học được Đều là uổng công Hết thầy đều lại đi nhầm phương hướng Đây là liều mạng Lật đổ thực sự Trên thực tế có hai kiếm tù Sau khi nhận được điểm này từ pho tượng thần linh kia Thần hồn liền trực tiếp sụp đổ Sự sụp đổ đủ để khiến cho người ta hủy diệt Đương nhiên Nếu như tu vi kiếm đạo không đủ Căn bản sẽ không thể ngộ ra được điểm này Ngược lại sẽ được an toàn Chỉ là người như thế Muốn tham ngộ kiếm đạo ở bên trong pho tượng thần linh Tự nhiên là không khác gì người si nói mộng Bạch nhạc không biết một điều chính là Thần linh lưu lại pho tượng này Chính là một vị tồn tại khủng bố Xưa kia từng được tôn xưng Là kiếm thần dù là vị thần đinh càn nguyên sáng chế ra càn nguyên thần kiếm kia Ở trước mặt vị kiếm thần này cũng chỉ dám là hành lễ vạn bối Đương nhiên so với người khác Tốc độ tham ngộ bạch nhạc đã là rất nhanh Tựa như trước đây sáng chế ngủ kiếm Bạch nhạc chính là chịu hạ khổ công ở trên kiếm đạo Nhờ đó mới có thành tựu trên ngũ kiếm Giờ minh ngộ kiếm đạo trong đó Bạch nhạc có thể trầm hạ tâm Lần nữa tu luyện 14 kiếm chiêu cơ sở nhất kia Tu hành đến cảnh giới như Bạch Nhạc bây giờ Vô luận tu luyện cái gì Tự nhiên đều sẽ dễ dàng như trở bàn tay Tu luyện 14 thức chiêu kiếm này Đến cực trí không phải là điều quá khó Cái khó là làm sao để thông hiểu đạo lý Thực sự dung nhập vào trong kiếm đạo của mình Đây mới là điểm thanh chốt Khiến cho Bạch Nhạc một bực bị kẹt ở chỗ này Không cách nào có thể đột phá Nhất thời Vô số ý niệm chớp qua trong đầu của Bạch Nhạc Phẳng phất trong nháy mắt Bạch Nhạc lại về bên bờ sông khi trước Thế được cảnh đinh lão thi triển nhất bất nhị thần kiếm. Đương thời, thứ bạch nhạc thấy gần gần chỉ là khả năng nắm bắt đối với không gian định đinh lão thôi. Giờ đây sau khi tham ngộ có 14 thức chiêu kiếm cơ sở, bạch nhạc lại có được cách nhìn khác. Đâm Trên thực tế bất nhị khoái kiếm chính là kết quả của tu luyện chiêu đâm tới mức tận cùng. Vô luận là ngu kiếm hay là bất nhị khoái kiếm, trên thực tế tinh túy đều là một chiêu đâm này. Đây cũng là chưa bạch nhạc quen thuộc nhất bây giờ bạch nhạc dứt khoát buông ra những ý niệm khác đặt hết tâm thần vọng chiêu thức này một kiếm tiếp một kiếm đâm ra bạch nhạc phảng phất đã quên hết thảy những cái khác trong lòng hắn đều chỉ còn lại một động tác kia trước đây bạch nhạc xuất kiếm chỉ cầu nhanh vô luận ngu kiếm hay bất nhị khoái kiếm tự hồ đều chỉ cầu một chữ nhanh nhưng mà bây giờ tùy theo tham ngộ kiếm ý lưu lại ở trên những pho tượng thần linh kia bạch nhạc dần dần từ trong đó cảm nhận ra được dị dạng đâm Sở cầu không chỉ mỗi nhạch Kiếm cũng không nên gần gần chỉ dừng lại ở một chữ nhạch Cái gọi là thiên hạ võ công Duy nhanh không phá Nghe qua tự hồ rất có đạo lý Nhưng mà nếu đặt vào trong kiếm đạo Vậy là có dấu hiệu kiếm đi thiên phong Lệch ra quý đạo kiếm đạo chân chính Án cứ theo phương thức đó để tiếp tục tu hành Dù đi tới cực hạn Sau cùng chẳng qua chỉ là một đinh lão thứ hai Vĩnh viễn không cách nào trở thành tông sư kiếm đạo chân chính Càng đừng nói tới thần đạo Nhảy mắt trong đầu của Bạch Nhạc phẳng vất vô số ý niệm bất trận nổ tung Theo đó giúp Bạch Nhạc mở toan ra một phiến cửa sổ Bạch Nhạc một mực muốn đi con đường kiếm đạo Nhưng mà thẳng cho đến nay Kiếm đạo lại không phải là thủ đoạn lợi hại nhất của hắn. Tương phản Vô luận là có muốn thừa nhận hay không Thông thiên ma cũng mới là căn cứ cho hết thầy tu hành Thôn thiên quyết mới là thần thông khủng bố nhất Mà anh nắm ở trong tay Bạch Nhạc cho rằng Kiếm đạo mới là con đường dung hợp hết thầy lực lượng cũng là con đường hết thích hợp nhất với hắn hắn cùng một mực thăm dò trên con đường đó mặc dù từ đầu đến cuối vẫn chưa tìm được phương hướng đúng đắn thẳng đến khắc này bạch nhạc rốt cuộc mới ý thức được rõ ràng kiếm đạo của mình cần là phải phát triển theo hướng nào linh tê kiếm kiết quảng hàn kiếm ảnh kiếm nhận phong bảo bắt đầu kiếm trận kiếm đình vũ thậm chí là càn nguyên thần kiếm những thần thông kiếm đạo này phảng phất đồng loạt lướt qua trong đầu của bạch nhạc sau đó không ngừng phân giải ra, từng thức từng thức kiếm chiêu cơ sở nhất. Tiếp đó, Bạch Nhạc tính thử nối liền hết thảy những kiếm chiêu này. Quá trình rất gian nan, cũng rất thống khổ, phản phất hao hết cả tâm trí, tất cả tinh lực của Bạch Nhạc. Nhưng mà trong quá trình này Bạch Nhạc lại cũng phản phất phá kén thành bướm, khiến cho kiếm đạo hoàn thành bước đột phá hoàn mỹ nhất. Ngộ. Tu hành đến sau cùng, trên thực tế chỉ còn lại một chữ này thôi. Thiên phú gì đều không ý nghĩa Chỉ có ngộ tính Mới có thể quyết định thượng hạn Của một ai đó May mắn là ngộ tính bạch nhạc Vẫn rất tốt Đặc biệt là kiếm đạo Trước rất khó thể hiện ra loại ưu thế này Nhưng mà hôm nay tham ngộ 14 thức kiếm chiêu cơ sở Lại khiến cho bạch nhạc triệt đề Đi lên một con đường không cùng dạng Tuy hiện tại bạch nhạc tự hồ Mới chỉ tính là bước ra bước đầu tiên Nhưng bất kể khắc này Thiên địa xung quanh đã khác Kiếm đạo thông thần Tu hành đến mức tận cùng Tự nhiên điền thành thần thông Giờ này khắc này Bạch Nhạc hồi tưởng đến cảnh tượng đương sơ Đúc nhìn thấy thông thiên ma quân Thông thiên ma quân từng nói Đại đạo thông thiên Thẳng đến phút này Bạch Nhạc phản phất mới thực sự ý thức được cái gì Mới là đại đạo thông thiên trần chính À mình xin phép ngừng đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào nhé